tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Tôi cũng đợi một lúc rồi. Theo lịch thông báo là 7 giờ mà sao giờ 7 giờ 30 chưa thấy ai đến. Cải cách hành chính là thế đấy. Nhỏ thì chắc là bị đâu. Chắc còn cà phê cà pháo đâu đây. À đúng rồi. Chào hai anh chị đến làm gì? Có việc gì không? Chị ơi, tôi đến lấy kết quả giải quyết hồ sơ của công ty tôi. Chị xem dù lịch hẹn là 7 giờ 30 có kết quả chưa ạ? Ôi, hồ sơ này chưa có đâu chị ơi. Hồ sơ này còn thiếu. Ủa, thiếu gì vậy chị? Hồ sơ này còn thiếu 3 bản chính rồi chị nhá. Hôm bữa chị mới đưa cho em có một bản chính thôi. Bây giờ còn thiếu 3 bản chính. Khi nào mà chị bổ sung đầy đủ, hôm nay chị bổ sung đầy đủ cho em đi, rồi em mới chuyển cho bộ phận xử lý cho chị cái hồ sơ này. Chị ơi, sao hôm chị nhận hồ sơ chị không hướng dẫn luôn cho em? Bây giờ đã mấy ngày em lên lấy kết quả rồi, chị nói em thiếu thì khó cho em quá. Công ty em ở xa lắm chị, bây giờ chị xem cố gắng tạo điều kiện cho bên em hay là em sẽ bổ sung sau được không chị? Chứ bây giờ giữa tuần rồi mà đầu tuần sau là bên em cần phải triển khai cái kế hoạch này rồi. Chị tạo điều kiện cho em đi, chứ có một cái công văn mà lắc nhắc đi về thế này mệt lắm. Không được đâu chị ơi, nguyên tắc là nguyên tắc. Bây giờ chị phải bổ sung đầy đủ 3 bộ phận chính thì em mới chuyển cái hồ sơ này cho bộ phận xử lý được. Chứ giờ chị ngồi chị nói không có chị đâu. Chị ơi, chị giúp em đi chứ bây giờ hả? Chị nói thì vậy chứ chậm một ngày là bên em mất bao nhiêu việc chị ạ. Mà bây giờ có cái kế hoạch này bên em không triển khai được thì chết cả năm rồi. Có một cái kế hoạch cuối năm thôi. Bây giờ mà không có triển khai được thì bên em lỡ bao nhiêu kế hoạch nữa. Mà sao em thấy bên chị kêu là cải cách hành chính rồi tạo điều kiện cho dân để rút ngắn thời gian đi lại. Nhưng mà bây giờ có một cái công văn mà chị cứ giải quyết hướng dẫn lắc nha lắc nhắc thế này thì chết tụi em. Chết doanh nghiệp thôi chị ơi. Chị ơi, chị ngồi nói như vậy cũng chỉ tốn thời gian của chị thôi. Bây giờ tôi bận lắm, bao nhiêu người đang đợi tôi đây nè. Chị cứ ngồi nói như vậy cũng không có như chị đâu. Nếu mà không á thì chị cứ cầm hồ sơ về cho. Chị ơi, chị nói nghe hay nhỉ. Bây giờ doanh nghiệp chúng tôi, người dân làm ăn lấy lãi cả năm để đóng thuế, trả lương cho các anh, các chị, cán bộ, nhà nước giải quyết thủ tục cho chúng tôi. Mà chị lại nói một câu như vậy à? Bây giờ chị không hướng dẫn tận tình để giải quyết xảy ra cái hậu quả như thế này rồi làm sao? Chị bây giờ chị bỏ cái bộ đồ công chức của chị đến các cơ quan khác. Thì bây giờ chị cũng mong muốn được các thủ tục hành chính nhanh gọn, cũng mong muốn được tạo điều kiện. Chị ra chợ, chị mua hàng, chị cũng muốn người bán hàng phải cười nói với chị. Mà bây giờ chị nhận cái đồng lương chúng tôi đóng thuế và trả cho các anh chị, thì chị đã hạch sách khó khăn với tôi cứng nhắc như vậy là sao? Bây giờ chị nói một lần cuối cùng đi, là tôi cần những giấy tờ gì? Tôi nhắc lại với chị một lần nữa, bây giờ chị bổ sung cho tôi 3 bộ chính thì tôi mới chuyển cái hồ sơ này cho bộ phận xử lý. Thôi được rồi, ngày hôm nay tôi sẽ bổ sung hết cho chị. Nếu mà chị á, mà còn hạch sách tôi mà còn nói thứ này thứ kia, tôi sẽ không làm việc với chị đâu. Tôi sẽ làm việc với người có thẩm quyền giải quyết hồ sơ của tôi. Chào chị. Có một cái công văn mà hướng dẫn lắc nha lắc nhắc tốt thời gian của doanh nghiệp cả. Anh làm gì anh? Tôi đến để nhận trả các bạn thủ tục hành chính như thế này. Của anh có rồi đây. Rồi, xong rồi chị. Vâng, cảm ơn chị nhé. Chào anh. Ui, mới sáng ra mà đã gặp người gì đâu không biết. Thiếu thì bổ sung thôi, có gì đâu mà gắt dữ vậy. À anh ạ, chào anh. Sáng nay có vấn đề gì mà cần làm ông xong gửi xong một phần một cửa bèn. À, chị đó để lấy kết quả hồ sơ của chị mà không có, mà vẫn chưa có cho nên chị mới gắt như vậy á. Hồ sơ nào mà sao anh không biết nhỉ? Em đặt trình đâu? Tại vì thiếu nên em chưa có trình. Vậy sao lúc tiếp nhận hồ sơ em không hướng dẫn cho doanh nghiệp họ bổ sung hồ sơ luôn? Ôi, lúc đó em nhận nhiều hồ sơ lắm anh ơi, nhiều việc lắm nên không có thời gian kiểm tra. Bây giờ em mới thấy là hồ sơ này còn thiếu. Hồ sơ nào em đưa anh xem coi nào. Thế hồ sơ này còn thiếu gì? Hồ sơ này còn thiếu 3 bộ chính nữa. Họ mới đưa có một bộ chính thôi. Em xem lại hồ sơ này nhá. Quy định bộ thủ tục hành chính này chỉ cần một bộ chính.
Sao em lại hướng dẫn doanh nghiệp bổ sung 3 bưu chính nữa là sao? Để em xem. Ôi, em bị nhầm sang cái thủ tục khác rồi anh ơi. Mà thôi kệ đi, em cũng đã lỡ nói với họ bổ sung 3 bản chính rồi, trong ngày hôm nay họ bổ sung cho mình mà. Sao em có thể nói một cách vô trách nhiệm như vậy nhỉ? Em có biết trong việc tiếp nhận hồ sơ này em sai phạm chỗ nào không? Thứ nhất, em là cán bộ tiếp nhận hồ sơ nhưng lại không nắm vững các quy định, dẫn đến việc hướng dẫn sai cho doanh nghiệp, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích pháp của doanh nghiệp và uy tín của cơ quan. Thứ hai, khi tiếp nhận hồ sơ em lại không kiểm tra kỹ, dẫn đến việc không hướng dẫn cho doanh nghiệp phụ cung hồ sơ. Thứ ba, với vị trí là công chức là công bộc của dân, em lại có cách hành xử và thái độ không đảm bảo với yêu cầu của công việc. Dạ em xin lỗi, em biết lỗi của mình rồi ạ. Quá chuyện này anh yêu cầu em cần phải chỉnh đốn lại tác phong, lên lối làm việc, nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ, đảm bảo không lặp lại các vi phạm này một lần nữa. Bây giờ em chuyển hồ sơ này cho bộ phận chuyên môn xử lý gấp, đồng thời gọi điện báo lại cho doanh nghiệp và dự thảo thư xin lỗi để anh ký trình gửi doanh nghiệp trong sáng ngày hôm nay. Dạ vâng em biết rồi, em làm ngay đây ạ. Dạ, alo. À, alo. Công ty X đúng không ạ? Dạ, vâng ạ. À, xin hỏi ai từ đầu dây đấy ạ? Chị ơi, chị em gặp chị My ạ. Dạ, vâng, em là My đây ạ. À, em chào chị My. Chị ơi, em ở bên bộ phận một cửa, sáng nay chị có qua lấy hồ sơ của chị đấy ạ? À, vâng, chào chị. Chào chị cán bộ. Dạ, vâng ạ. Chị ơi, em muốn gọi điện xin lỗi chị là sáng nay em có nói với chị là chị bổ sung 3 bản chính đúng không ạ? Bây giờ không cần bổ sung nữa, hồ sơ của chị đầy đủ rồi ạ. À vậy à, tôi tưởng phải quy định như vậy chị. Dạ, sáng nay do là cũng có sơ sót nên là em bị nhầm. Có gì chị thông cảm cho em nhé. Thôi ạ, dạ thôi được rồi, thì làm việc ai cũng có lúc sai sót. Chỉ mong các anh các chị là nhiệt tình giúp đỡ, hướng dẫn doanh nghiệp, người dân chúng em là tốt rồi. Dạ, hồ sơ của chị em cũng đã chuyển cho bộ phận xử lý rồi. Trong ngày hôm nay sẽ xong cho chị và em hẹn chị sáng ngày mai 9 giờ sáng chị đến nhận kết quả chị nhé. Dạ vâng, thì cũng mong chị có kết quả đúng hạn cùng em để em báo cáo lãnh đạo bên em ạ. Vâng ạ, có gì sáng mai 9 giờ chị qua lấy ạ. Dạ vâng, cảm ơn chị. Dạ, chào chị. 10 giờ sáng hôm sau. Chào anh ạ. Ừ, hồ sơ ngày hôm qua của công ty X, em đã trả kết quả cho doanh nghiệp chưa? Em vừa mới trả sáng nay rồi, anh học vừa mới đến lấy rồi ạ. Tốt. Qua vấn đề này thì anh cũng nhắc nhở em một số vấn đề như này. Thứ nhất, hiện tại thì các thủ tục hành chính của cơ quan đã được cung cấp ở mức độ 4. Và để giảm tải thời gian đi lại cũng như chi phí cho doanh nghiệp, em cần phải hướng dẫn cho doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính này trên hệ thống một cửa điện tử liên thông của tỉnh. Thứ hai, trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, em cần phải kiểm tra lại hồ sơ kỹ trước khi viết giấy biên nhận cho doanh nghiệp, để tránh các lặp lại các lỗi như ngày hôm nay. Thứ ba là em cần phải chỉnh đốn lại tác phong, lên lối làm việc cũng như cái thái độ trong việc tiếp công dân. Dạ vâng, em cảm ơn anh đã nhắc nhở, em biết ạ. Tiểu phẩm cán bộ phải là công bộc của dân xin được kết thúc tại đây. Kính chúc ban giám khảo và toàn thể quý vị sức khỏe, chúc cho hội thi thành công tốt đẹp.